Rồi, hôm nay lấy G65 đi đi độ bo lại, bo gì bo đội mà nổ êm re luôn. Đã bấm chưa? Đó. Đó, giờ đi 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 tháo tháo mấy cái đồ ra hết đó. Đó, bo độ gì mà nổ gì dở mò mà. Giờ đi tháo ra hết. Tháo nó lại hết, không không có gắn cái đồ kia nữa. Từng chỗ ra hiêm nhất tụi này nó làm gì ta? Đó, các bạn có nghe cái tiếng không? Đó. Nó cứ mỗi lần open thì cái mình gần lại mình phải bấm lại. Đó, giờ phải bấm tắt là hết. Rahim. Sau khi chóp chiếc Mercedes thì Rahim đưa chiếc Audi của Rahim cho anh Tý chạy về nhà. Đó, Audi hình như là A4. Nó cũng super chọt đồ á, cũng dữ lắm. Rahim kêu bán chiếc này nè. Đó, super chọt nha. Đó. No, A6 chứ không phải A4 3 chấm. Trời ơi. A6. Rồi, giờ chạy về nhà thôi. Đó, rồi mình lên xe. Bắt đầu kiếm... để máy xe ngay đây. Wow, quá dữ. Xe có 25.000 mai. Đó, chiếc này chạy cũng dữ lắm á. 3 chấm mà. Nhìn đồ cũng đẹp quá. Đó. Để coi thử lên được nhiêu nha. Chiếc này lên 100, 102, dễ như trở bàn tay. Trời, lên dễ quá. Chưa đạp gì hết, mới lên chút xíu. Trời ơi trời. Đúng. Vậy quan trọng có dám chạy hay không hay chứ. Trời ơi. Chưa đạp luôn. Mấy 110 là thôi đó. Đường đó, đường đông quá. Ngắn nữa. Với lại xe của Rahim chứ không phải xe của mình, đạp đích thôi. Xe của mình thì mình đạp sao cũng được, còn xe mượn mà đạp lỡ có chuyện gì phiền lắm thôi. 110 là đủ rồi ha. A6 dữ quá. Audi ở trong nói chung làm đẹp. Giờ bắt đầu cho em này vô lãnh cung, qua giờ lấy ra rửa tắm rửa sạch sẽ rồi, giờ cho vô lại lãnh cung thôi. Đó, ngủ đông thành công. Vô đây ba em vô đây. Rồi, xong, cho em vô ngủ đông thôi. Nhìn ngầu quá. Đó, và sau đây là chương trình lãnh cung dài hạn. Giờ đang trên đường quay lại chỗ Rahim. Chạy chiếc xe này lại. Lấy chiếc xe kia. Chiếc này acid mà ở trong, ở ngoài nhìn nó không bự, mà vô trong nhìn nó hơi nhỏ. Nó cũng nói chung Audi đầy đủ. Em Tý cũng đẳng lên 120, cũng nhẹ nhẹ êm. Chứ là đồ bô chắc cũng ok lắm á. Nhìn 4 cửa đó, để... Ghê, lên xe trước nha. Thôi đó, qua Rahim nổ luôn. Vừa đúng lúc luôn. What did you say, Kevin? It's too loud now. It looks like the DOS. It's okay. V12. It looks like the globe, but... Huh? Look like it's globe, no? No. They talk. Because it's quiet down, that's why. Okay. Thank you.
like the dog demon. It good? Cái đó ra xong rồi tháo luôn cái đồ mà nó đóng với mở cái đó tháo luôn. Rồi giờ này con chạy mô tô ta không biết làm ta nó giờ nè tiếng giờ nghe nổ đã rồi đó. Chiếc xe Tesla coi thử có thích không nha. Đâu có biết đâu, tưởng mai chạy thử xong tưởng mai kêu tí gọi điện vô lấy hẹn xin chạy thử là nó cho liền. Nên lấy hẹn rồi. Bây giờ bắt đầu là đi vô mà hẹn 6 giờ lận mà 6 giờ trời tới thui sao quay được. Nên giả bộ tới sớm sớm coi thử nó có cho chạy sớm không mới thấy đường mà quay chứ. Bây giờ 6 giờ trời tới thui rồi. Mà mùa đông vậy á, còn mùa hè 10 giờ trời vẫn còn sáng. Đó, Tesla quá trời luôn đó, này thích là nữa nè đó. Đây tối thì trong lúc chờ đợi thì quay đó chiếc này đó Model Y đó, Việt Nam mình kêu là Y Dux Moto. Hồi nữa đó anh Tý chạy chiếc này nè. Hồi chiếc này cái cửa đâu có mở lên như kiểu kia ta. Nếu vậy chạy bữa nay chạy chiếc này xong rồi bữa sau chạy cái cửa mở lên như cánh chim nữa. Tại tưởng chiếc này là mới nhất nè. Chiếc mà như cánh chim luôn nó mới đã. Quá dữ luôn. Ồ nó lót rồi. Mình phải tap key call tự ưng lót. Có key call đầu tap chà. Nhìn nó đơn giản quá hả. Sau này đúng là hiện đại quá à. Này model tuy đẹp màu đỏ. Chiếc này thì nó không để giá. Anh Tý đợi chiếc mà mốt xe chốt nó ra mua. Màu đỏ nhìn đẹp quá. Thích là này ngày xưa mình biết mình mua cái stock của nó. Bây giờ là lên giá đậm luôn á.
nguyên một dãy gánh đậu sao nhìn thấy nó nhìn mấy chiếc thích là nãy ngộ ngộ làm sao hả. Màu trắng không nhìn đơn giản thì cả giờ trong coi kìa đó vậy thôi. Xe điện nó đơn giản lắm, nó không cầu kỳ, đè ba lẹ thôi chứ còn nếu mà nước hậu chạy chắc đè lẹ lắm, nhẹ tơn à. Nó mới ra chiếc Model S tuy gì đó 200 tua giống như từ zero mà lên 100 km/h là có 2 mấy giây à, quá dữ luôn, hơn Lambo nhiều. Lambo 2.9 nó 2.7 à. Bây giờ chuẩn bị ra chiếc như là gần dưới gần 200 á, ghê thiệt. Trong lúc chờ đợi thì thấy chiếc BM này cũng ngầu quá, chắc của mấy người đi test drive á, đi chạy thử á. Em Chu. Wow. Chiếc này wow, chiếc này nhìn ngầu quá. Độ hết luôn á, nhìn đẹp quá. Em Chu, lần đầu tiên thấy em tuy em Ford chưa thấy em Chu, bây giờ mới thấy em Chu hai cửa, ngầu quá, đẹp. Làm phải qua thích là tại mình tới hãng thích là mà hả, ngầu quá, màu đen trời ơi cực kỳ, bánh 21 ở trong chỉ nhìn thấy được cái computer vậy thôi. Wow. Wow. Xe không. Màu đỏ cũng đẹp, màu đen cũng đẹp, nói chung màu nào cũng đẹp, xe là đẹp à. Nhưng mà em chưa đẹp đẹp chứ G65 là dữ nhất thôi. G65 3 bộ, 2 bên 6 bộ luôn, V12 bi-turbo mới giữ chứ đúng không. Này đó là cái ổ, cái chỗ sạc điện. Mình phải chạy như tì à, chỉ xe 200-300 mai là mình phải ngừng để mình sạc điện như 20-30 phút. Cái đuôi sau nó nhìn ngầu quá, đẹp quá. Chiếc này đẹp quá. Trời ơi là trời, có cái xe nè. Bây giờ đứng đó chỉ có cái computer thôi đó, ở xe không có gì luôn. Trời ơi, nó cho anh tí chạy 30 phút. Đó, chỉ có trên computer là chỉnh bằng cái này hết nha, chạy hết. Xe êm re bằng điện. Mình chỉ cần thả chân ga ra nó tự động nó thắng luôn, chứ khỏi cần đạp thắng luôn, nó có chân thắng mà khỏi cần đạp luôn. Đó, ghê quá. Chỉ có vậy thôi. Đang hồi nó chỉnh auto chạy ha. Hiện đại quá, hiện đại quá, hiện đại quá là hại điện đó. Sáu cái bình điện nó còn 65%. Ở trong xe thì mấy cái nút này vẫn nó vẫn có mấy cái nút, vẫn ít nút rồi chân thắng, chân ga ở dưới. Nhưng mà nó quá đơn giản. Wow. Quá đơn giản như là đa xe, yeah, như y hệt như xe đa đó, cái chìa khóa xe, cái thẻ. Đơn giản như đang giỡn vậy đó kìa. Đó, anh tí đang chạy nhìn mắc cười không đó. Lên xe nhìn nguyên cái bầu trời. Xe đơn giản quá.
cho chạy nửa tiếng biết chạy đi đâu. Đó, sau xe ở trên nè, trên bầu nhìn lên thấy nguyên bầu trời luôn. Đó. Màu trắng á, navigation thấy rõ từng nhà luôn. Xe êm re không có tiếng động gì luôn. Đó, mới để cái lên à. Có nó lên kìa, hỏi lên kìa, trời ơi, thôi. Ghê thiệt. Chưa đạp ga chạy rồi đó. Nhẹ tớn hả? Wow. Xe chỉ có cái đồng hồ này để anh tí coi thôi đó, chứ không chưa coi ở trước nè. Trời ơi. Áo ở trước mặt mình có chiếc xe. Ở sau lưng mình là có xe nó báo hết. Đường đang chạy là hai lane. Đó, có chiếc xe lên qua mặt. Đó, giờ mình bắt đầu mình qua lên này. Hiện đại quá. Chắc bữa nào phải làm chiếc chứ. Và nhìn dòng xe nó đơn giản như là đang giỡn luôn á. Đi là cũng như có cái hình gì là nó báo ở trên này hết. Cua quẹo kiếp xe gì trong lề có cái gì rồi nó báo hết. Rớt cái thẻ xuống đây rồi đó, chìa khóa xe á, đó chìa khóa xe để nhét vào đây. Chỉnh cái gì giống như là trên cái iPad màn hình rồi vậy thôi. Cái đường này cho 50. Trời ơi, đạp cái nó dính vô ghế liền, ghê thiệt. Wow, rẻ quá. Đạp cái dính ghế. Nhạc coi. Nhạc thì no device connect, mình phải connect điện thoại mình vô. Đó, trên này ghế thì bất cứ gì cái function là chỉnh bằng cái này hết. Quá dữ luôn, rồi ghế nó màu trắng tinh luôn. Mới bấm đến cái nút camera. Camera trước, sau, bên hông có hết. Đó, chạy trên xe là camera hết luôn, ghê thiệt. Đại quá, chưa biết sử dụng nha, cái này về phải mò sử dụng ban đêm, mở điện lên đó. Quá dữ luôn. Nó để có chữ web, nãy bấm vô đây có chữ web, chắc đang chạy không cho vô web quá. Xe đó, màn hình đó đang chạy xe vậy thôi. Ghê quá đi. Nói chung là đó, đang chạy Tesla rất là đơn giản. Cái ghế nó trắng mà trắng cái kiểu mà như là bạch tạng vậy đó. Đang tinh luôn. Quá ư là hiện đại. Trong xe không có gì luôn, chỉ có cái ghế ngồi với lại cái màn hình vậy thôi. Ghê thiệt. Chưa gì hết là để lên 70 mai, 80 mai dễ ẹt liền. Nè, nhấn ga. Ôi trời trời trời. Gì ghê vậy? Mà tới giờ nhấn ga á. Nó hít cái ghế, cái chân ghê thiệt. Mạnh quá. Wow. Đó, đó. Rồi chạy như xe game. Là hiện lên chữ cái steering wheel, cái tay lái, mirror, cái kính hậu, window. Cái gì nó không hiện lên cho mình hết, cái gì nó không có, giống như là cái màn hình computer. Xe mình đây, bên hông có chiếc xe có hết, chụp hình trong này hết. Quá ghê luôn.
công nhận hiện đại quá, xe lên lẹ thì cái đạp ga cái chạy, đạp ga cái là chạy, đúng là xe điện. Xe xăng mình nhiều lúc mình phải đợi xăng nó vô đồ bơm lên bơm xuống, còn cái này là quất vô là quất vô là quất. Nè bên hông mình có một bên hông đang có hai chiếc đang đợi, đèn ở trước đang đỏ báo luôn đó, đèn lên xanh luôn kêu đi. Wow, giống như là mình nhìn màn hình chạy luôn á, ghê thiệt. Xe bên hông thì nó sẽ báo cho mình hết, đạp đỏ để đạp nhẹ đã lên, nó lên mà nó lên, trời ơi cái đồng hồ mà nó lên mà nó lên như là xe mình chơi trong game luôn á. Wow, mà cái này là SUV đó nha. Có gì hết, xe này mà chạy ngồi chắc đi xa chắc không biết làm sao, không có phim coi, không có gì để mình nhìn lên màn hình không à. Nói chung là cái chân số thì nằm ngay đây, cái tay số vô số thì nằm ngay đó. Cái hôm nãy giờ đi tìm cái nút open nè, cái này cái chân đó nó mở luôn. Nãy giờ đi tìm, nãy giờ sao nhìn qua không thấy. Hello. Chiếc này công nhận lẹ thiệt đấy chứ, đúng là xe điện chạy đúng lẹ luôn. Coi cái máy nó làm sao nha. Ủa, tưởng có cái máy mà không có cái máy luôn. Máy nó giấu một cái bình điện thôi đó. Wow, tí còn không biết nữa, ghê thiệt. Lúa quá, tưởng nó có cái máy nằm đây. Chiếc này bữa nào xin chạy thử cái xe một cái cửa nó dở lên á. Chiếc này hơi nhỏ, nó lên lẹ, lên đúng lẹ. Nãy có chiếc kia có cái đuôi nữa, cái camera của nó nè, camera bên hông của nó, camera trước, camera bốn bên luôn, ghê thiệt. Màu đen đẹp quá. Chiếc này không biết bao nhiêu tiền đây. Này camera bên hông của nó nè, để camera bên hông. The black wheel, yeah, yeah. A lot of people like that. And then long way to front draw wheel drive, also get full self driving capability. Mm-hmm. So if you wanted to do you have any reason to have a tow hitch? No. Bike rack, anything like that? What about the full self-driving? Have you thought if you'd get that? Yeah, for Tesla, you have to, you right? Have to. Yeah. All right. So let's look at the summary. Okay. Wow. Model Y, beautiful. Thank you.
như là nhìn cái đồng hồ đó hơn. Trước nhìn nó buồn quá, có một cái màn hình à, mà nhìn bên hông nữa, còn cái này mình nhìn trước nó ngoan rồi.